Liên quan đến vụ việc một cháu bé làm việc tại quán bánh xèo ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu bị bạo hành mà báo chí mạng xã hội đưa tin những ngày gần đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát tình hình sử dụng lao động tại các cơ sở dịch vụ sản xuất trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng giúp đỡ cháu bé bị bạo hành. Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 11, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong đã phát hiện một cháu bé tại khu vực chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường. Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện làm việc, thì cháu thông tin quá trình làm việc tại quán, cháu bị chủ quán đánh đập tàn nhẫn, nên chiều ngày 21 tháng 11, cháu đã bỏ trốn khỏi quán. Cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành sinh năm 2006, quê tại tỉnh Quảng Ngãi, đã đưa vào trung tâm y tế huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong tình trạng người chằng chịt vết thương cũ. Đến nay, sau hơn một ngày được giải thoát, cháu vẫn đang trong tình trạng hoảng hốt. Bác kéo, ra ngọn sao đánh à, bị đánh đau chứ không được cho tiền, lấy nước sâu anh vô. Nói chung là toàn trạng về mặt tính mạng thì không có gì nguy hiểm, nhưng mà trên mặt thì có nhiều vết bầm tím. Ở cẳng tay trái thì có một vết bỏng do cái que nóng người ta cho vào. Cái quan trọng hơn cả là cái tinh thần của cháu là rất là hốt hoảng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ hình sự đối với chủ quán để điều tra hành vi bạo hành người khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng cũng đã đến thăm hỏi động viên nạn nhân, tìm hiểu nguyện vọng của cháu để có hướng giúp đỡ trong thời gian tới. Hôm nay, các lực lượng cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng Ba. Ban chỉ đạo đã huy động 6 máy múc, 4 máy hút nước công suất lớn và hàng trăm cán bộ chiến sĩ, quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm theo nhiều hướng, nhiều khu vực. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện được một số hiện vật như áo, quần, gối, chiếu, màn, phản, giường sắt cá nhân, trụ nhà, tường nhà, kèo nhà, sắt thép xây dựng và một số phương tiện máy móc cơ giới. Các lực lượng sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tận dụng từng giờ từng phút để tìm kiếm 11 nạn nhân hiện vẫn còn mất tích. Không chỉ đói nghèo mà dịch bệnh sau lũ lụt cũng rất đáng lo ngại. Tại Bệnh viện Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 9 người quê Quảng Trị mắc bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Còn tại tỉnh Quảng Trị, gần 30 bệnh nhân liên quan đến căn bệnh này cũng đã phải nhập viện điều trị, trong đó 4 người đã tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị, những năm trước, bệnh vi khuẩn ăn thịt người Whitmore đã từng xuất hiện tại Quảng Trị, nhưng số lượng người mắc rất ít. 9 người được phát hiện mắc bệnh và đang điều trị ở bệnh viện tuyến trên ở tỉnh Thừa Thiên Huế là số lượng lớn, nên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị đang lên kế hoạch để đi đánh giá thực tế, điều tra dịch tễ. Theo y khoa, vi khuẩn ăn thịt người Whitmore do trực khuẩn gram âm Burkholderia pseudomallei gây ra. Đây là vi khuẩn được tìm thấy trong đất, nước bẩn, lây trực tiếp sang người qua các vết loét, xây xước, vết thương hở của bàn tay, bàn chân hoặc do hít phải bụi của đất bị nhiễm khuẩn. Khi vào cơ thể người, vi khuẩn gây bệnh Whitmore có thể gây tổn thương áp xe ở tất cả các mô, cơ quan của cơ thể, có thể gây nhiễm trùng huyết, gây sốc nhiễm trùng. Thưa quý vị, sau khi bão số 9 càn quét tan hoang ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Bùi, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, hơn 2 tuần qua, học sinh đã phải ăn ngủ ngay dưới mái hiên của khu nhà, được dựng quây tạm xung quanh bằng bạt. Khu ở tạm không thể ngăn mưa gió lạnh lẽo lùa vào mỗi đêm, khiến cho nhiều em đã phát bệnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khu nhà bán trú có 10 phòng ở cho 84 em học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 của trường ăn ở bán trú. Nay chỉ còn 2 phòng có thể ở tạm. 7 phòng bị tốc mái, có phòng bị tốc mái hoàn toàn. Nước dột thấm ướt hầu hết các phòng, tường nứt nẻ, nền sụt lún dẫn đến nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Để có chỗ cho học sinh bán trú ở tạm, nhà trường đã phải quây bạt một đoạn sân khu nhà ở ngay dưới mái hiên để cho học sinh có chỗ ăn ngủ. Rất là khó khăn cho đơn vị là cũng che lón, che bật và đưa giường ra ngoài cái hiên để cho các em ở thôi. Thấy rất là tạm bợ. Hai phòng ở tạm được dành cho hơn 40 em học sinh nữ. Còn khu vực quây bạt tạm ngoài hiên kê được 10 chiếc giường tầng cho 40 em học sinh nam, nhưng chỉ che được ba mặt xung quanh. Buổi tối gió lùa, trời mưa lạnh thấu xương. Đã vậy,
Khu ở tạm cũng không thể bắt điện thắp sáng cho các em, nên buổi tối cũng không thể ôn bài. Tôi nụ là học bài không được. Ở phòng thì chặt chội, nên là dịch tông người. Không thì nó học thì nên là cũng không có điện. Trong thời điểm thời tiết chuyển mùa, mưa gió lạnh, phải ngủ ngoài khu ở tạm, hầu hết các em chỉ có một chiếc mền mỏng, không có mùng để răng nên đã bị lạnh, muỗi cắn. Hơn một tuần nay, nhiều em đã bị cảm lạnh, ho, sốt, phải nghỉ học, nằm ở giường và thăm khám tại y tế. Sau bổ là các học sinh ở tạm bợ ngoài đó, học sinh nó có bệnh, có sốt, còn có mấy lại bị trúi 6 em. Và hiện tại là đang xấu nên cái chăm sóc nó khó khăn. Trong điều kiện còn ngổn ngang gian khó sau cơn bão dữ, không biết đến bao giờ các em học sinh này mới có thể được ở căn phòng ấm áp để không còn những đêm mưa lạnh buốt xương trên hành trình kiếm con chữ nhọc nhằn. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết đang cố gắng nỗ lực tối đa để trong tháng 12 sắp tới trình lên Thủ tướng Chính phủ bản quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một điểm mới trong dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long là phương án phân tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, trong đó coi nước mặn, nước lợ là một nguồn tài nguyên bên cạnh nước ngọt. Tư tưởng chủ đạo của quy hoạch này là lấy vấn đề quản lý tài nguyên nước làm nền tảng. Quản lý tài nguyên nước là gốc. Với việc xác định tài nguyên nước trong thời gian tới sẽ hạn hẹp, từ đó quy hoạch lựa chọn phân tán phân vùng theo nước, đó là vùng ngọt, vùng lợ, vùng mặn. Trong đó vùng lợ là vùng khó nhất trong quy hoạch vì tính chất động, thay đổi liên tục của vùng nước này, từ đó hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp cho các vùng. Một trong những điểm mới trong dự thảo quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long là phương án phân tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. Thay cho việc phân tiểu vùng chỉ dựa trên hai vùng chính là vùng ngọt và vùng mặn trong các quy hoạch trước đây. Việc phân tiểu vùng theo dự thảo quy hoạch mới đã được điều chỉnh theo hướng có nước mặn, nước lợ là một nguồn tài nguyên bên cạnh nước ngọt. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thủy sản gần đây được coi là trọng tâm mới của nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng rủi ro rất lớn do ô nhiễm và đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn nên muốn đảm bảo kỹ thuật, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, khả năng cung cấp nước phục vụ thủy sản gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào mùa khô. Thay cho việc đề cao thủy sản, định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ tới sẽ chú trọng phát triển lĩnh vực rau, hoa màu, trái cây và chăn nuôi, xem đây là những lĩnh vực có tiềm năng lớn và ít phụ thuộc vào tài nguyên hơn, đặc biệt là tài nguyên đất và nước. Những đợt bão lũ nối tiếp nhau đã khiến cho đời sống của người nông dân các tỉnh miền Trung kiệt quệ. Nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, thóc gạo đều bị nước lũ cuốn trôi. Người dân đã mất gần như hoàn toàn tư liệu sản xuất, không thể tái thiết được cuộc sống. Nguy cơ tái nghèo sau bão lũ là rất lớn, ghi nhận tại Hà Tĩnh. Đợt bão lũ vừa qua đã cướp đi của gia đình chị Liên nhiều thứ, trong đó có 3 con bò, tài sản lớn nhất của gia đình chị. Những ấp ủ khi bán bò sẽ có tiền cho con cái ăn học, chăm sóc thuốc thang cho người chồng bị tai nạn lao động, nằm liệt giường nhiều năm qua, bỗng chốc tan biến. Tài sản như được con bá con bò mà mất đi cả, như em có nguyện vọng là có được nhà hậu tâm nào hỏi cho được ít tiền để mua con mẹ để làm cái kỳ sinh nhái để nuôi con đó. Còn đối với chị Hương, bao nhiêu vốn liếng tích góp suốt 6 năm buôn bán đã bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ. Lũ về quá nhanh, bao nhiêu hàng hóa của gia đình chị đều bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng. Sáng ra là cho bánh kẹo là trôi cửa, xe đi là đập luôn cửa. Cái cửa cuốn này, hắn đánh giá là hàng cứ trôi ra nổi lênh bênh rồi. Mà đứng nhìn nhận biết mặt răng được cả. Bão lũ đã cướp đi toàn bộ sinh kế của người dân. Vốn quen tay chân với công việc chăm sóc lợn gà mỗi ngày, nhưng bây giờ bà Quế đã thất nghiệp ngay trong chính căn nhà của mình. Từ hộ khá, giờ thì hộ bà Quế có nguy cơ xuống mức cận nghèo khi mọi nguồn thu nhập trong gia đình đều đã mất. Bà ấy không có một cái con gì cả, rồi vô rồi ra mẹ nhìn con nhìn mẹ, không có một cái công việc để mà làm, tới đấy rồi là vốn không có để mà mua tải lại để mà mình chăn nuôi. Để thực sự là như vậy là làm sao là sát nhất khôi phục lại cái phát triển nền kinh tế, cũng kính mong rằng là các cấp các ngành hết sức quan tâm hỗ trợ cái cây giống
con giống cho các hộ tại khôi phục sản xuất một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Trong đợt bão lũ vừa qua, Hà Tĩnh bị thiệt hại trên 5.300 tỷ đồng, hơn 2.900 ha diện tích hoa màu, 269 tấn hạt giống bị hư hỏng, 9.900 con gia súc, 790.000 con gia cầm bị chết. Những hỗ trợ về giống cây con của Bộ Nông nghiệp và các doanh nghiệp thời gian qua mới chỉ đáp ứng phần rất nhỏ nhu cầu sản xuất của tỉnh này. Hiện tại bà con vẫn đang rất cần công cụ sản xuất, cây giống, vật nuôi để tái thiết lại cuộc sống. Nếu không được hỗ trợ kịp thời, rất có thể hàng nghìn hộ nông dân sẽ rơi vào cảnh tái nghèo sau lũ.